Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ bảy ngày 13 tháng 4 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác tỉnh Hưng Yên do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa làm trưởng đoàn có nhiều hoạt động tri ân tại tỉnh Điện Biên hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tổng duyệt lễ khai mạc Hội khỏe phù đồng tỉnh Hưng Yên lần thứ 11 năm 2024. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự án đường kết nối di sản dọc sông Hồng. Tiếp tục vụ việc huy động vốn gây mất an ninh trật tự tại xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử đã được Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phản ánh. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Sáng nay tại tỉnh Điện Biên, đoàn công tác tỉnh Hưng Yên do đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dâng hương tại đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ, viếng nghĩa trang quốc gia A1, thăm các di tích lịch sử và tặng quà tại tỉnh Điện Biên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và đoàn công tác đến dâng hương tại đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ. Đây là công trình có nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đối với các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên Phủ. Bên cạnh đó, công trình còn có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ mai sau, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của nhân dân cả nước, các cựu chiến binh, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ khi đến Điện Biên. Tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã đến đặt vòng hoa, dành phút mặc niệm và thắp hương viếng các anh hùng liệt sĩ. Nơi đây có 644 ngôi mộ của các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, nhiều người con của cả nước nói chung và những người con Hưng Yên đã góp phần xương máu, lập nên biết bao chiến công, trong đó có chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp trên đất nước ta, được cách mạng Việt Nam bước sang một giai đoạn mới, đồng thời ghi thêm một mốc son chói lọi, một trang sử oanh liệt trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Hiện nay, tại tỉnh Điện Biên, có hơn 10.000 liệt sĩ từ các tỉnh trong cả nước đang yên nghỉ tại các nghĩa trang A1 Độc Lập, Him Lam, trong đó có hàng trăm liệt sĩ là con em của tỉnh Hưng Yên. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên nguyện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh, xây dựng Đảng bộ chính quyền trong sạch vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, làm hết sức mình với lương tâm và trách nhiệm cao nhất để chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng có cuộc sống ngày một tốt hơn, mãi mãi xứng đáng với sự hy sinh cống hiến của các anh hùng liệt sĩ. Đoàn công tác đã đến thăm bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ, công trình có quy mô hoành tráng và hiện đại. Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ có nghĩa vô cùng quan trọng về lịch sử văn hóa cũng như kiến trúc và phần nội dung trưng bày, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng kỹ thuật và độ chính xác xứng tầm với chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Đoàn đến thăm đồi A1, địa điểm ghi dấu một trong những thời khắc hào hùng nhất trong lịch sử dân tộc. Nơi đây đã chứng kiến nhiều trận đánh quyết liệt giữa quân ta và quân địch kéo dài từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5 năm 1954. Sau khi vượt qua nhiều khó khăn và hy sinh, quân ta đã dùng khối thuốc nổ 1 tấn phá hủy công sự của địch và chiếm được đồi A1 vào lúc 4 giờ sáng ngày 7 tháng 5 năm 1954. Đây là một chiến thắng quan trọng, mở ra cơ hội cho quân ta tiến công vào sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm của quân Pháp. Hiện nay, đồi A1 trở thành di tích lịch sử và nghĩa trang liệt sĩ, tưởng nhớ những anh hùng đã hy sinh vì đất nước trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đoàn công tác của tỉnh đến thăm tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, thăm hầm Đờ Cát, đây từng là hầm chỉ huy của tướng Đờ Cát trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, quân dân Việt Nam đã chiến đấu ngoan cường 55 ngày đêm mới có thể hạ được hầm này. Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Đăng Vinh, người con của quê hương Hưng Yên cùng đồng đội đã bắt sống tướng Đờ Cát tại bàn làm việc.
Lá cờ quyết chiến quyết thắng đã được cắm trên nóc hầm Đờ Cát, đánh dấu sự thất bại của thực dân Pháp ở Điện Biên và Việt Nam. Tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và tỉnh Điện Biên, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao tặng kinh phí hỗ trợ cho các hộ nghèo của tỉnh Điện Biên trị giá 1,5 tỷ đồng. Đây là số tiền của cán bộ công chức viên chức, cán bộ chiến sĩ và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế, nhân dân tỉnh Hưng Yên ủng hộ. Tại điểm cầu tỉnh Điện Biên, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cùng lãnh đạo tỉnh Điện Biên dự lễ phát động trực tuyến phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát do Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương phát động. Dự lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Giai đoạn 2004-2005, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là tỉnh đầu tiên được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng ghi công xóa xong nhà tranh tre dột nát cho hộ nghèo. Tính đến nay, tỉnh đã huy động được hàng trăm tỷ đồng tiến hành xây mới sửa chữa cho hơn 10.000 hộ gia đình chính sách và hộ nghèo. Phát biểu tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống lá lành đùm lá rách cao đẹp của dân tộc, thể hiện sự quan tâm đến người nghèo. Đồng chí yêu cầu các ngành địa phương tiếp tục rà soát, lập danh sách các hộ nghèo và cận nghèo, phát động phong trào một cách sâu rộng hơn nữa để có thêm nguồn lực. Tỉnh cũng sẽ có các phương án chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo. Thưa quý vị, sáng mai lễ khai mạc Hội khỏe phù đồng tỉnh Hưng Yên lần thứ 11 năm 2024 sẽ chính thức diễn ra tại sân vận động PVF, xã Long Hưng, huyện Văn Giang. Chiều nay, ban tổ chức tiến hành tổng duyệt lễ khai mạc. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Hội khỏe phù đồng tỉnh dự và chỉ đạo buổi tổng duyệt. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và khánh tiết cho lễ khai mạc Hội khỏe phù đồng tỉnh Hưng Yên lần thứ 11 đã cơ bản hoàn tất. Tại trung tâm bóng đá PVF, địa điểm tổ chức lễ khai mạc dự kiến có sự tham gia của trên 4.000 người, được trang hoàng cờ hoa, biểu ngữ, khẩu hiệu tuyên truyền. Chiều 13 tháng 4, ban tổ chức đã tiến hành tổng duyệt chương trình lễ khai mạc, hợp khối lực lượng tham gia phần diễu hành và nghi lễ, ghép hoàn thiện tổng thể chương trình, đồng thời kiểm tra, rút kinh nghiệm về công tác tổ chức. Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh cũng như là ban chỉ đạo, thì ban tổ chức đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tốt hội khỏe phù đồng cấp huyện và cấp trường. Và đến thời điểm này thì hội khỏe phù đồng cấp tỉnh đã được triển khai một cách đầy đủ, các bộ phận cũng như là các tiểu ban đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của mình và đến thời điểm này đã hoàn tất. Và quy mô năm nay của hội khỏe phù đồng năm 2024 lớn hơn quy mô của những năm trước. Em thấy là Văn Giang năm nay được chọn đọc hội hướng thì là một cái vinh dự, và bọn em cũng rất là hào hứng khi được tham gia cái này, và cũng là được một lần trải nghiệm lần trong đời ạ. Và không khí ở đây hôm nay đi tập cũng thấy là đông đủ và thấy rất là hào hứng. Điểm nhấn trong lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật mang tựa đề Học sinh Hưng Yên vươn lên chinh phục đỉnh cao tri thức, gồm 3 chương có quy mô hoành tráng với sự tham gia của hàng trăm diễn viên, học sinh. Nội dung quảng bá ca ngợi mảnh đất và con người Hưng Yên, đồng thời khích lệ phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, chinh phục tri thức ở lứa tuổi học sinh. Lễ khai mạc Hội khỏe phù đồng tỉnh Hưng Yên lần thứ 11 sẽ diễn ra vào 8 giờ sáng ngày 14 tháng 4 tại sân vận động PVF huyện Văn Giang và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch, phát triển kinh tế dọc sông Hồng đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên quyết định chủ trương đầu tư và đang chuẩn bị các thủ tục đầu tư. Để thực hiện chủ trương này, cùng với các sở, ngành chức năng, Mặt trận Tổ quốc các cấp của tỉnh cũng đang khẩn trương, chủ động, tích cực triển khai việc lấy ý kiến của cộng đồng dân cư về chủ trương đầu tư dự án.
Ngay sau khi có kế hoạch của tỉnh về tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện chủ trương đầu tư dự án đường kết nối di sản, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc huyện Kim Động đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ này đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã Ngọc Thanh, Hùng An, Đức Hợp, Mai Động, Phú Thịnh, Thọ Vinh nơi dự án đi qua. Đồng thời, ban hành kế hoạch chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện để tiến hành lấy ý kiến của cộng đồng dân cư, đảm bảo thành phần đối tượng và thời gian quy định. Đối với huyện Kim Động thì dự án kết nối đường di sản đi qua 6 xã, cái số hộ trực tiếp bị ảnh hưởng đến nhà cửa là 49 hộ, còn diện tích đất nông nghiệp thì các xã đang rà soát. Căn cứ vào kế hoạch số 323 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, chúng tôi sẽ lấy ý kiến hài lòng của người dân đảm bảo theo đúng tiến độ, tức là đối với ban công tác mặt trận là phải lấy ý kiến và báo cáo vào ngày 20 tháng 4. Đối với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tổng hợp báo cáo vào ngày 23 tháng 4 và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện sẽ tổng hợp báo cáo vào ngày 26 tháng 4. Sau đó chúng tôi sẽ liêm yết công khai theo đúng quy định. Dự án đường kết nối di sản có tổng chiều dài 55,68 km đi qua 32 xã thuộc các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên với tổng mức đầu tư dự án dự kiến là 9.275 tỷ đồng. Thời điểm này, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội đang thống kê số lượng các đơn vị hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án để tuyên truyền vận động, đồng thời triển khai các bước để lấy ý kiến cộng đồng dân cư về các nội dung, chủ trương đầu tư, vị trí thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh và các địa phương. Về tác động môi trường khi triển khai dự án, công khai thông tin về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng hỗ trợ người dân khi thu hồi đất. Việc lấy ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng đường kết nối di sản đang trùng thời điểm với lấy ý kiến của cử tri về xếp đơn vị hành chính. Đối với cái lấy ý kiến của kết nối di sản thì nó chỉ rơi vào 4 huyện thành phố, đó là Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên. Với 32 xã thôi, những xã trùng cả hai nội dung thì chúng tôi cũng khuyến khích là sẽ thực hiện đồng thời. Lấy cái cách như vậy thì nó sẽ không bị chồng chéo và cũng đỡ mất thời gian của cơ sở. Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện chủ trương đầu tư dự án đường kết nối di sản cũng nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng, ý kiến chính đáng của người dân về dự án, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện dự án trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối ngày 25 tháng 3 năm 2024, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phản ánh về việc nhiều người dân ở xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ có nguy cơ trắng tay vì cho một người phụ nữ trên địa bàn xã vay tiền để phát triển kinh tế chăn nuôi, nhưng đến nay chưa trả. Ngay sau khi phóng sự được phát sóng, đăng tải đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực của công dân. Với mong muốn cảnh tỉnh người dân vì mục đích bảo vệ cộng đồng, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục câu chuyện trên qua phản ánh của nhóm phóng viên với nhiều nội dung, tình tiết mới về vụ việc. Vay lễ em đi thì thôi em hộ chị, bây giờ cái chạy gà nó thanh mỹ lần này nó gọi mà chị không buồn được đâu đến 1.000 nào, chị thề với em. Chị ơi, làm thế nào bây giờ chị ơi, em sống làm sao được mà bây giờ em làm gì, để em chết đi rồi chị phá tan thành hết cả cơ nghiệp sự nghiệp của em chị ơi. Đây là hai hình ảnh đối lập giữa người đi vay và người cho vay trong vụ vay mượn tiền xảy ra tại xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ. Còn đây là giấy vay tiền giữa bà Nguyễn Thị Thúy Hiền, người thôn Thị Giang, xã Nguyên Hòa, với bà Bùi Thị Hợi, thôn La Tiến, vào ngày 27 và 28 tháng 11 năm 2013 với tổng số tiền 2 tỷ 220 triệu đồng. Theo thỏa thuận, đến ngày 30 tháng 11 năm 2013, bà Hiền phải trả hết số tiền trên. Nhưng đến nay, bà Hiền chưa trả hết, vẫn còn nợ 850 triệu đồng. Em cho chị Hiền vay tiền là ngày 27 tháng 11 năm 2023 dương lịch ạ. Tôi sang nhà chị rất là nhiều lần, chị trả được lại tôi một chút và còn nợ lại tôi là 850 triệu. 26 tháng 12 dương lịch ra nhà thì là chồng nói là chị đã bỏ đi rồi. Chồng bảo là đi đâu cũng không biết, cũng không liên lạc được. Ngoài bà Hợi, cùng những công dân phản ánh việc bà Hiền vay tiền nhưng không trả mà chúng tôi đã phản ánh trong phóng sự ngày 25 tháng 3 với số tiền trên 20 tỷ đồng. Qua xác minh được biết, bà Hiền còn vay mượn tiền của nhiều tiểu thương buôn bán tại chợ La Tiến. Bà Đặng Thị Khoảnh cho biết đã cho bà Hiền vay 80 triệu đồng từ năm 2022. Đến nay rất nhiều lần đòi, nhưng bà Hiền không trả. Vì nó có điện
từ trước đến giờ là ý là nó vay là tháng nào nó không bảo là đưa họ về cho đâu giả. Nó bảo tớ ứng tiền nãy ra cho rồi cuối cùng nó lại có giả đâu. Thì tí nữa là cho cô ấy vay. May quá thằng con nó thông minh, thế nó bảo không mẹ đừng cho ai vay. Mẹ vay ở đấy ngân hàng rồi còn chứ mẹ mà cho cô ấy vay thế cô lại bảo là thế chị không tin tưởng em mang sổ đỏ ăn đây cho chị rồi. Thế mà chị còn không tin tưởng bảo không. Thôi cháu nó bảo thế em thông cảm. Tiền xây mộ thế là nó hỏi là cho nó vay. Thế chị bảo là đây là tiền này là tiền mẹ chị chuẩn bị xây mộ rồi nó em chỉ vay 3 ngày thôi. Nhà đi xe máy. Mày là vay làm gì 3 ngày rồi em mua cám tiền ngay nó khác tiền chịu nó khác. Ủa thế thì ta cho mày vay hẳn đến mùng 5. Thế đến mùng 5 đòi bắt đầu nó mới cứ nhộn nó cứ khất nọ trong kia là nó giá được 9 triệu còn 21 triệu nữa. Cô Hiền thì cô có vay của tôi tiền. Cô nói là cô mua gà mua cám xong là cô cứ bảo là cứu cô ấy. Thế là tôi cô cứ sang tuần cô giả. Tôi đến chồng bà bảo là bán gà trốn đi rồi. Gần Tết ấy là bà bỏ trốn đi xong là tầm đấy bà mới về thì tôi cũng có gặp bà hai lần bà rồi xe giả. Bảo thì là ai mà làm đơn thì cứ đi công an mà đuổi. Thì đại thế là nó bảo thì là thôi thì bà cũng đừng đơn từ gì rồi cứ để cháu thu xếp cho giả bà. Thế còn thì là đấy nó nói câu đấy xong bắt đầu còn nó bảo thì là thế mà công an đến thì bà cứ bảo cho giả rồi nhá. Cũng tao bảo kể cả công an đến đấy nó vào thì tao cũng bảo rằng thì là nó vay tao 300 mà nó hỏi thì là sổ hay tiền mặt thì tao bảo nó tiền mặt. Vùng quê đang yên bình bắt đầu trở nên xáo trộn vào cuối năm 2013 khi nhiều người cho bà Hiền vay tiền nhưng không đòi được. Sự việc càng trở nên căng thẳng hơn khi bà Hiền không có mặt tại địa phương trong khoảng hơn 20 ngày. Và thời gian qua, tại nơi bà Hiền đang ở, đã xảy ra tình trạng tụ tập đông người, mất an ninh trật tự. Nhà chị em thấy rằng nó cũng bị kẻ những cái người mà cho vay nợ đòi không được vất chất bẩn nhiều lần. Khi em đến em đòi nợ thì em thấy là công an xã cũng đã đến nhà chị Hiền rồi, em trực tiếp em gặp ở đó luôn mà. Sau khi được nhận được cái tin vụ việc này qua đài truyền hình, công an xã tiến hành xác minh và hiện tại vụ việc đang được cơ quan điều tra quan huyện Phú Cường thụ lý. Thì để mà cụ thể hơn thì các đồng chí làm việc với cả cơ quan điều tra sẽ trả lời rõ hơn. Nhà bà Hiền này liên tục bị vất chất bẩn như thế thì mình lắm. Thực tế công an xã chưa có thấy có hiện tượng này, chưa nắm được. Trong cái khoảng tháng 1 năm 2024 thì bản thân chúng tôi thì cũng có nghe dư luận nhân dân trên địa bàn xã Yên Hòa thì có nêu một số các cái trường hợp mà người dân cho chị Hiền vay tiền và đến nay thì có khả năng là không trả được nợ. Sau khi đài truyền hình đưa tin thì ngày buổi sáng hôm sau thì chúng tôi lại tiếp tục triệu tập hội nghị và yêu cầu các đồng chí ngành đoàn thể cũng như là công an là tiếp tục vào cuộc để mà rà soát làm rõ các cái nội dung. Bất an lo lắng với số tiền lớn bỏ ra cho vay không đòi được. Trước khi phóng sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phát sóng một tháng, ngày 26 và 27 tháng 2 năm 2024, một số người cho vay đã có đơn tố giác tội phạm về hành vi có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với bà Hiền. Gửi cơ quan cảnh sát điều tra và thanh tra Bộ Công an, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cùng một số cơ quan chức năng của tỉnh. Trao đổi với nhóm phóng viên vào trưa ngày 3 tháng 4, bà Hiền thừa nhận. Tại vì có công dân đây tôi chỉ hỏi một câu nữa thôi. Thứ nhất là có đây chị vay mượn người ta, chị khẳng định là chị vay mượn người ta. Chị có vay chị có trả thế thôi. Tóm lại là chị không làm việc ở nhà vì nhà nó không phải nhà của chị. Thì điều thứ 6 chị ra chị trả lời hết như chú. Có gì chị bộc bạch hết. Được biết ngày 29 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên có biên bản làm việc tiếp nhận đơn của một số công dân. Mặt khác, ngay sau khi phóng sự được phát sóng vào tối ngày 25 tháng 3, thì ngày 26 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Cừ cũng đã mời một số nguyên đơn lên làm việc. Đối với vụ việc trên, hiện cơ quan công an đang điều tra. Hồi 5 giờ sáng nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên phát hiện bắt quả tang một phương tiện khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hồng. Vào thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện phương tiện thủy mang biển kiểm soát ND3299 do anh Bùi Việt Tuấn, sinh năm 1981, trú tại xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, làm thuyền trưởng, đang neo đậu tại bên tả khu vực sông Hồng, thuộc địa phận thôn Chiến Thắng, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, đang có hành vi hút cát trái phép.
Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã yêu cầu chấm dứt ngay hoạt động khai thác cát, giữ nguyên vị trí hiện trạng phương tiện và tiến hành lập biên bản vụ việc. Lập biên bản tạm giữ phương tiện hàng hóa vi phạm, bước đầu ước tính khối lượng cát hút trái phép khoảng 200 mét khối, hiện cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.